Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Sengi đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là bài phục kích nha. Và đang đi chung với Vander nè, Cmet, Bauer 1 sao. Tướng đam chính á, là con cây mỹ lệ này, tướng 2 tiền 1 sao và đang cầm combo hai cái trang bị lớn nha mọi người. Và từ đầu game mất tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự cũng đang khá là cao quá. Khi mà đang hơn 90 máu nha, ở round 2 chấm như này. Nhưng mà có quan trọng anh em ơi là 5 trận liên tục rồi á, đánh caro không à. Cứ thắng xong mà thua xong mà thắng thôi. Chưa có bất kỳ một cái chủ thắng hoặc là một cái chủ thua nào cả anh em ơi. Cái cục vàng vàng kia tôi tưởng nó ra cho tôi là một cái neko cỡ lớn hoặc là một đống vàng luôn anh em ơi. Nhưng mà ai ngờ đó chỉ là một cái trang bị lớn thôi à. Để xem thử nào. Cung xanh, mũ thích nghi, vuốt rồng, áo tròn lửa và giật khổng lồ à. Chắc là lấy luôn cái cung xanh đi mọi người ơi. Đấy, trời ơi, 100% tỷ lệ chí mạng nha. Và 165% sát thương chí mạng anh em ơi. Đây là một cái lượng chỉ số khổng lồ luôn á chứ. Và mình cũng đang có được một cái lượng tiền rất là cao khi mà đang tầm level 5 anh em ơi. Đấy, hơn 50 tiền ở level 5 nha. Hơi tiếc một chút là đang không có chuỗi thôi. Gặp luôn công này, một cái phơm bài gia đình phục kích à. Cái phơm bài cũng khá là giống mình luôn anh em ơi. Khác ở đây là mình không kích gia đình thôi. Ui rồi, what the hell, cái con power kia kìa anh em ơi. What, thả một phát chết bay đối hàng trước luôn mà. Và đó chắc chắn sẽ là một cái trận thua luôn rồi đó. Trừ 8 máu luôn à, đầu thế. Ui, power nó cầm một cái trang bị thần thoại con mọi người ơi. Đá hắc khó, nó quăng nó nổ thì thôi rồi luôn á. Banh càng anh em à. Rồi để cùng thử xem cái loại thứ hai nào. Loại vàng nha. Đẩy rồi, nghĩ về tương lai luôn anh em ơi. Là một loại vàng rất là mới và cực kỳ hay luôn á. Họ bủi mình săn nhiều lắm rồi, giờ nó mới ra nha. Mất đi toàn bộ vàng và sau 6 vòng giao tranh với người chơi, nhận lại được lượng vàng ban đầu và thêm 70 vàng nữa. Đây là một cái lượng vàng rất là kinh khủng khiếp luôn á. Và chỉ nên lấy cái lõ này nếu như mọi người xác định có một cái phơm bài mạnh để mà ép máu, hoặc là mọi người có được một cái lượng máu nó đủ cao để mà nếu mà thua 6 trận liên tục nữa thì anh em vẫn có thể còn máu để mà cân bách lại nha. Tại vì sau 6 vòng giao tranh á, mọi người sẽ có ít nhất là hơn 100 vàng, còn nhiều á là phải hơn 200 vàng nha. Mọi người nghe không nhầm đâu. Tại vì sau 6 vòng nữa mọi người sẽ nhận được 70 vàng, xong rồi thêm cái lượng vàng ban đầu của mọi người đã mất nữa. Nếu mà mình nhớ không nhầm á, đây rồi, vàng sắp nhận được là 135 vàng nha mọi người. Chỉ sau 6 vòng giao tranh nữa thôi á là mình được cộng thêm 135 vàng. Và nếu như mọi người để ý á thì cái tiền qua rau nè, cái tiền chủ thua nè, hoặc là cái tiền lãi mọi người tích được lên cái mốc 10, mốc 20 hoặc là mốc 30 vàng lại á thì nó vẫn tính nha. Thì anh em cứ cộng dồn qua 6 rau nữa đi. Nó không phải chỉ là 135 vàng anh em ơi, mà đó ít nhất á phải là gần 200 vàng hoặc là hơn 200 vàng luôn. Nếu như ở cái lõi thứ ba mọi người tiếp tục có thêm được một lõi vàng hoặc là một cái lõi kim cương khác nha, mà cho thêm tiền á thì thôi, chứ anh em chỉ cần đủ máu hoặc là nhanh tay một chút anh em ơi. Tại vì lúc mà anh em thua 6 trận liên tục rồi á, chắc chắn là cái lượng máu của anh em nó sẽ rất là thấp. Yêu cầu anh em phải là xử lý nhanh nè, lên cấp, roll tướng, xếp đội hình, lắp ba các kiểu á, nó phải nhanh nha. Trong vòng ít nhất á là 2 round. Còn nếu như mọi người mà muốn nhanh hơn nữa phải là 1 round nha. Mình nghĩ là tầm 2 round là ok rồi. 1 round lên cấp, xong một roll chiêu, bỏ tướng vào các kiểu, xong một trận sau mình xếp bài các kiểu anh em ơi, là vừa đẹp nha. Chứ nếu như mọi người mà xử lý hơn 200 vàng mà trong vòng 1 round á thì nó rất là khó. Mà đây là mình đang chơi bên server BBE đấy chứ. Đây là một cái server thử nghiệm giúp cho mọi người test trước mấy cái phiên bản mới nha. Và chắc chắn rồi, khi mọi người chơi bên đây á, nó sẽ hơi lag một chút. Mình đang chơi với một cái lượng binh á là hơn 230 MS, nên nó sẽ delay một chút anh em ơi. Để bọn mọi người bấm mua tướng đi thì tầm 1 giây sau nha thì mới nó gọi là mới mua được á. Mà làm sao anh em ơi, nói chung thì mình chơi bên đây nó cũng quá lâu rồi nên mình cũng quen với cái lượng binh như này. Mà nó thật luôn với anh em á, chơi ở Việt Nam nhiều khi cái lượng binh nó còn cao hơn như vậy nữa. Đã từng có những cái thời điểm á mà cái lượng binh mình ở chơi ở Việt Nam á nó phải lên tới tầm chắc là phải 300, 400, có khi là 500. Lúc nào mà xuống 100 mấy là mừng lắm luôn rồi đó. Nhưng mà dạo gần đây chắc là Riot cũng đã fix lại rồi anh em ơi.
nên lượng binh ở Việt Nam nó cũng đã ổn định dần hơn rồi á. Chứ hồi trước chơi lag kinh, lag hơn bên đây nhiều. Nhờ vậy anh em ơi, nhờ cái sự luyện tập gian khổ ở Việt Nam, qua đây chơi mượt như ở Việt Nam luôn anh em ơi. Có khi là mượt hơn ở Việt Nam luôn à. Tại vì bên đây nó binh nó thấp hơn, nên chơi mượt hơn ở Việt Nam luôn anh em ơi. Quá đã rồi. Con chun đồ này bỏ vào á, sẽ kích được tái chế. Nhưng mà con Elite này bỏ vào á, nó sẽ kích được đấu sĩ, cũng như là nó là một cái vị tướng 4 tiền nha. Chun đồ là tướng 1 tiền, Elite là tướng 4 tiền hệ song hình. Anh em bỏ hàng 1, hàng 2 á, nó là tướng tăng. Anh em bỏ hàng 3, hàng 4 á, nó là tướng carry nha. Hồi nãy giờ mọi người cũng đang thắc mắc á, là tại vì sao tự nhiên đang combat đó nó rớt ra vài tiền đúng không? Thì đó là do cái lỗi đầu tiên của mình đang có anh em ơi. Đấy, tiếp tục là một cái phần quà nè. Anh em đón đi, liệu đây sẽ là cái phần quà gì đây? Cái mỹ lệ. Đấy nó, trời ơi, còn tí máu kìa. Ui xồi, thêm một cái vị tướng 3 tiền anh em ơi. Ngon lành cành đào luôn á chứ. Anh em phải có được một cái chủ thắng 6 trận liên tục, hoặc là một cái chủ thu 6 trận liên tục đó nha. Thì nó mới được 3 vàng tiền lãi qua mổ ra. Còn đây á, với cái lỗi đầu tiên của mình vừa mới lấy anh em ơi, rớt được một cái vị tướng 3 tiền đó là quá lời rồi. Kê mỹ lệ 2 sao lên luôn chêm nó nha. Lỗi vàng đầu tiên hồi ngay rau 2.1 mình lấy anh em ơi, đó chính là cơn mưa báu vật nha. Cái này á, là nó cho mọi người luôn là hai cái vị tướng phục kích đầu game, đó chính là con Power và con Kê mỹ lệ nha. Và khi mọi người gọi là tướng phục kích năng được mạng á, thì nó sẽ có tỷ lệ rớt quà dựa theo tỷ lệ chí mạng của tướng phục kích anh em ơi. Nói chung á, là tướng phục kích tỷ lệ chí mạng càng cao thì khi mà ăn mạng á, thì cái phần quà rớt á, nó sẽ càng dễ. Và bật mí luôn cho mọi người á, cái lõi vàng này nó còn có thêm được một cái nội tại rất là ảo Mycicula nữa, là cái phần quà khi mà rớt ra á, nó sẽ có tỷ lệ chí mạng quà nha. Đúng rồi đó, mọi người nghe không nhầm đâu. Bình thường á, thì cái tỷ lệ chí mạng nó chỉ áp dụng cho kỹ năng thôi đúng không? Là khi mọi người đánh được 100 đam mới chí mạng lên á, là 200 đam nó gấp đôi á anh em ơi. Nhưng mà đây với cái lõi vàng của mình đang có đầu game, phần quà rớt ra cũng có tỷ lệ chí mạng nha. Mưa bổ vật là khi mọi người rớt một vàng nhưng mà hên á, nó chí mạng lên là 2 vàng. Ở khi mọi người rớt 5 vàng, nó chí mạng lên á, là rớt 10 vàng nha. Và nó áp dụng cho tất cả những cái trường hợp mà rớt quà luôn anh em ơi, chứ không phải là chỉ là vàng hơn. Có thể là tướng nè, có thể là mảnh trang bị, có thể là trang bị lớn, hoặc là Neko anh em ơi. Nói chung á, chỉ còn anh em đủ hơn thôi, thì cái lỗi vàng thật sự là một cái lỗi rất là đáng chơi nha. Và nếu như mọi người để ý á, thì cái lỗi vàng nó rất là ngon cho cái phơm bài phục kích này. Tại vì cái tập hệ phục kích á, nó đã có sẵn tăng thêm tỷ lệ chí mạng một cái lượng rất là lớn anh em ơi. Nên mọi người chỉ cần lắp những cái trang bị chí mạng cơ bản thôi và những cái vị tướng phục kích này, thì nó gần như là 100% tỷ lệ chí mạng rồi. Mà không những tăng tỷ lệ chí mạng nha, cái nội tại của tập hệ phục kích này á, nó còn cho tướng phục kích này có khả năng xài kỹ năng chí mạng nữa anh em ơi. Cái này là yêu cầu mọi người phải lắp trang bị như là vô cực kiếm nè, ở găng bảo thạch nè, đấy thì nó mới có nội tại là chí mạng khi mà xài kỹ năng. Nhưng mà chỉ cần tướng phục kích kích hệ thôi thì tỷ lệ chí mạng được tăng, kỹ năng được chí mạng, và combo đi chung với cái lõi vàng đầu game của mình đang có chí mạng ăn mạng bằng tướng phục kích nó lại rất quà. Thì đây là một cái combo gọi là chơi ban luôn anh em ơi. Đấy, quà rớt nè. What the hell? Chắc chắn với mọi người đây là một cái phần quà chí mạng luôn á. Cái phần quà bình thường á chỉ là một cái vị tướng 3 tiền thôi, nhưng mà đây là một cái phần quà chí mạng, nó rớt luôn cho mình là một cái vị tướng 5 tiền. Trời ơi. Quá đã rồi anh em ơi. Con cốc mo là 3 tiền, con Mai Saha này á là 5 tiền. Mình bán chiêu chiêu thôi á là cũng được 8 tiền một round rồi. Holy shit. Rồi, lõi thứ ba là một cái lõi kim cương nha. Ăn bám mà cái này khá là cùi, chắc là lấy luôn. Ôi, đây rồi, cái gì hơn nữa nhờ? Gì hơn nữa nhờ? Ây da, ây da, ây da. Vãi chưởng. Dầu thì thô rồi luôn anh em ơi. Cái lõi kim cương thứ ba của mình vừa mới lấy xong á, chiều rồi hổ mang, nó cho mình một đống tiền ở đây mà. Quá đã rồi. Gần như là end game rồi. Level 8 hơn 30 tiền.
Và cái này mọi người nên nhớ nha, là mình vẫn chưa nhận được cái tiền từ cái lõi thứ hai. Nghĩ về tương lai đó mọi người, 135 vàng nữa. Và với cái lõi kim cương đầu, với cái lõi kim cương mà mình vừa mới lấy xong á, nó cho mình là 58 tiền anh em ơi. Trời ơi, 58 tiền cộng thêm 135 tiền và cộng thêm ít nhất là 80 hoặc là 90 tiền từ nãy giờ mình tích được từ round 3.2 tới round 4.2 nha. Thì nếu mà tính sương sương á, là mình có thể nhận được hơn 300 tiền. Uầy, thật sự là một cái lượng tiền mà không nuôi tướng 4 hoặc tướng 5 tiền 3 sao. Thật sự là quá là uổng rồi. Phải chưởng nhận hơn 300 tiền. Đây rồi, đây rồi, tiền về, tiền về, tiền về đấy mới. Ui ôi, ui ôi, anh nhìn kìa. Ây da, nó đã đấy mới. Tiền nhảy như nước vậy. Rồi, lên thẳng level 9 luôn. Lên thẳng level 9 và vẫn còn gần 100 vàng. Holy shit. Ok, em sao anh em ơi, mình cần phải roll trước ở level 8. Ở level 9 như này trước khi mà lên level 10 nha. Tại vì hiện tại cái đội hình của mình nó đang rất là yếu luôn đó. Khi mà gần như là full tướng một sao, chỉ có đúng mỗi cái con cây mỹ lệ và con step này tướng 1 tiền 2 sao đi á. Còn mấy thằng tướng 4 tiền và 5 tiền khác cái này mời full 1. Anh em thấy cái sự cách biệt về cấp độ chưa? Mình level 9, ông kia chỉ mới level 7 thôi. Mà đội hình của mình thắng được hay không thì hình xui anh em ơi. Tại vì mình đang rất là yếu luôn á. Thắng được không? Đây rồi, thắng được cái này mời. Quá đã luôn. Trời ơi, chứ xài mấy trăm tiền luôn mà không thắng được nữa thôi chứ đúng ảo luôn rồi ha. Level 9 gần 100 tiền anh em ơi. Cái loại nghĩ về tương lai này thật sự là rất là lỗi nha. Tại vì nó cho mọi người một cái lượng tiền khổng lồ. Nếu như mọi người chỉ cần đủ nhanh tay thôi á thì comeback lại rất là dễ. Nó không khác gì là một cái loại nộ hũ cả. Anh em cứ tưởng tượng đi, anh em nghĩ đi, có bất kỳ một cái tộc hệ nào mà thu chỉ là 6 trận liên tục không mà nhận được hơn 140 vàng. Cái này là chưa tính tiền lãi luôn á nha. Không có bất kỳ một cái tộc hệ nào mà thu 6 trận mà được cộng gần 140 vàng cả mọi người. Mundo 2 sao chắc chắn là phải lên luôn xem nó rồi đó. Mình nói hơn 140 vàng thì hơi quá nên ơi. Tại vì hồi nãy mình thấy là nó cộng cho mình là 135 vàng nha. 135 vàng mà mình chắc chắn rồi, không có bất kỳ một cái tộc hệ chủ thu nào mà sau chủ thu 6 trận mà nổ hũ được ra cái lượng vàng như thế cả. Ui, có dinh phục kích luôn anh em ơi. Ngon lành cành đào nha. Bỏ vào và đó là một cái phơm bài. 5 phục kích mọi người ơi. Và chỉ cần phục kích ăn mạng thôi, nó sẽ cho mình tỷ lệ rất hoài ha. Đấy, hoài về túi liền. Từ từ nha, đã bán mất cái này đã. Trời ơi, nó rớt cho mình 4 tiền và còn thêm được một cái vị tướng 5 tiền nữa, thêm một cái vị tướng 3 tiền nữa. Holy shit, nhiều tiền đấy nhờ. 4 tiền rồi 5 tiền còn 3 tiền nữa mọi người, 12 tiền thì phải. Trời ơi, nó đã. Rồi, tiếng hóa tướng anh em ơi. Mình cũng đang khá là phân vân. Chắc là tiếng hóa dinh đi, tại vì nó là đang tập hệ phục kích hoặc là eco cũng được. Rồi, lên luôn đi bạn ơi. Mình không có muốn tốn quá là nhiều tiền về cái việc mà roll kiếm cái tiếng hóa này mời. Mình đang muốn roll kiếm tướng 4 tiền 2 sao hơn. Đây rồi, Echo Smith 2 sao. Con Smith này cũng là một cái vị tướng 3 tiền phục kích đó nha. Mình cần thêm con Vinh này 2 sao nè, Echo 2 nè. Sao mấy cái vị tướng carry á thì roll nó không lên được 2 sao mà mấy cái vị tướng mà là không có cần thiết cho lắm anh em ơi, thì hai sao nó dễ vừa trời. Như là con Garen nè, con Mundo nè, cũng đều là mấy cái vị tướng 4 tiền 2 sao hết luôn á chứ. Mà tướng carry của mình đang cần là con Echo. Mà con Jin này roll khó thật sự. Lại là CBK à, không có cần cho lắm mọi người ơi. Chúng tôi cần Echo cơ. Mesa thì cũng không có cần cho lắm anh em ơi. Echo nào, Rally, Echo, V, rồi, Big Update luôn anh em ơi, lên được thêm hai cái vị tướng 4 tiền. Ơ, à, giỡn sao á, gặp đúng luôn cái ông này, vừa mới thấy cái phơm bài của mình thôi là đầu hàng luôn anh em, để chơi bời gì nữa, vừa mới thấy cái phơm bài của mình là đầu hàng luôn rồi, cay thật sự chứ.
Tại vì mình phí ăn mạng á thì mình mới có tỷ lệ rớt đồ. Nhưng mà giờ các phơ bài phục kích của mình á, nó ăn mạng thì gần như là 96,69% là nó sẽ rớt đồ luôn rồi đó. Tại vì cái lõi này á, nó sẽ rớt đồ dựa theo tỷ lệ chí mạng của tướng phục kích nha. Và anh em nhìn đi, mình đang kích được các phơm bài, đó chính là 5 phục kích rồi á. Tập hệ thống trị này nó sẽ đi chung với cái con Mundo này mọi người ơi. Nó sẽ búp dép các kiểu á, xong rồi hồi máu rồi tăng thêm phép các kiểu. Nói chung đây là một cái tập hệ nó vừa tăng mà vừa đam được. Tại vì trong cái tập hệ thống trị này á, có nhiều tướng đam mà cũng có nhiều tướng tăng nha. Tướng tăng là con Mundo này, tướng 4 tiền 2 sai có phải gọi là bao trâu luôn đó chưa. Rồi, gì đây? Tướng đâu? Ơ, nó lát à. Rồi, tiếp tục là level 9 và hơn 50 tiền. Mình lấy đồ cho con Eco full đồ cái đã anh em ơi. Và có một cái tộc hệ tái chế á, thì mình sẽ có được một cái mảnh đồ biến hóa lên được một cái trang bị lớn một cách miễn phí. Garen cầm một cái nỏ xét đi ha. Mình đang rất là muốn con Vinh lên được 2 sao luôn á. Mình bắt đầu chuyển đồ của con cây mỹ lệ qua con Vinh này anh em ơi. Tại vì Vinh 2 sao 5 phục kích mà nó cầm cái combo 3 cái trang bị lớn như thế kia nó bắn cũng hơi ác đó nha. Ông này một cái phơm bài Jaden full 3 Violet Power và Vander 3 sao anh em ơi. Mình liệu nó sẽ thắng được cái phơm bài level 9 của mình hay không đây. Mà tướng của mình nó đang quá đông rồi. Nó đang quá đông anh em ơi. Ok. Hình như nó không ăn được mạng sao quá. Sao mà không có rớt hoài đó. Lạ là đầu hàng à. Thắng được cái đúng một trận thôi thì đã đầu hàng rồi. Buồn ông mình, buồn mấy ông này thế nhờ. Vinh 2 sao anh em ơi. Lên luôn cho em nói nha. Let's go. Cảnh binh, truy nã, tăng tốc đánh các kiểu. Nói chung là đây là một cái mùa mới này em ơi, nên có rất là nhiều những cái tộc hệ khác á mình chưa có xài được hết. Nhưng mà ở trong một cái video á mình đăng lên cho mọi người cùng xem qua, ở trong cái mùa mới này á thì mình sẽ cố gắng mình chơi các phơm bài nó khác nhau, tướng carry nó khác nhau và triển khai một cái phơm bài nó thật sự là mới mẻ nha, để cho mọi người có cái nhìn nó dễ hơn. Và cái mùa mới này vì nếu mà mình chỉ chơi đúng một cái phơm bài thì cũng hơi khó cho mọi người để mà theo dõi biết những cái vị tướng mới ha. Cổ lên nào. Ơ quà này anh em ơi. Rồi một cái mảnh trang bị luôn. Quái lời rồi. Quái lời anh em ơi. Ờ rớt luôn được một cái mảnh trang bị mà. Tầm hai cái trang bị lớn á thì nó sẽ tương đương luôn với một cái lọ kim cương. Thật sự là như vậy á. Và nếu như mọi người bây giờ muốn tìm cái nick mà có sẵn bét tím luôn á, quất cái về chơi luôn. Thật sự đây là một khoảng thời gian rất là tuyệt vời luôn mọi người. Tại vì sao đang rất là rẻ luôn á. Vừa là bét tím nè, xong rồi nếu như mọi người thích á thì quất thêm cái combo vừa bét tím vừa trưởng lực riêng độc quyền của nó luôn á nha. Còn nếu như mọi người đầu tư hơn nữa thì là bét tím trưởng lực riêng của nó xong rồi thêm một cái sàn nữa thôi chứ. Chơi đúng là hết bài luôn anh em ơi. Và cái quan trọng á, đây là một cái mức giá sinh viên, ai á là cũng quất được cả. Nên nếu như mọi người mà muốn mình tư vấn thêm hoặc là muốn quất một cái về chơi thì anh em hãy đừng quên nhắn tin qua Facebook của mình để phía dưới các phần mô tả nha. Mình hiện tại đang có rất là nhiều combo cũng như là những cái con bét tím khác nhau anh em ơi, như là con Katarina học viện chiến binh nè, Orina T1, rồi cả Lulu vệ binh tinh tú, Blitz giết tử thần, hoặc là rất là nhiều combo khác luôn mọi người ơi. Nếu như mọi người thích mà quất mấy con mà bét tím mà xịn sò khác á, mình cũng có sẵn luôn là Gwen hàng hiệu cũng như là con Yasuo hàng hiệu nha. Con đó là bao đẹp luôn rồi, chơi là không bao giờ tiếc cả mọi người à. Và nếu như mọi người tự tin vào cái nhân phẩm của mình á thì anh em mới đừng quên mình cũng có nick luôn có sẵn là 500 kỹ vật nha, để cho mọi người săn bét tím mới á. 500 kỹ vật á là quay được 10 lần ở trong xứ sở kho báu nha mọi người. Và cái quan trọng nhất á là chỉ có vài cành thôi. Nếu như mọi người mà muốn tự nạp vào ít nhất nha là phải hơn 250 hoặc là gần 300 cành, còn đây á có vài cành thôi mọi người ơi. Mà săn bét tím nó cực kỳ dễ luôn, khách bên mình là chúng liên tục luôn mọi người ơi. Một ngày ra phải mười mấy hai mấy con bét tím, như là con Akali nè, hoặc là Ori nè, hoặc là nếu như mọi người mình thích sàn á thì có luôn sàn huyết nguyệt nha, chơi thì cứ gọi là bao đẹp rồi. Và cái này á mọi người mua càng nhiều sẽ càng rẻ, mua càng nhiều á được tặng thêm rất là nhiều luôn á nha. Và nếu như mọi người mà muốn mình tư vấn thêm hoặc là muốn thử một chút thì anh em hãy đừng quên nhắn tin qua Facebook cho mình ngay và luôn nha, ở phía dưới cái phần mô tả.
anh em cứ kéo xuống dưới nhắn qua cho mình để mình tư vấn một cách sớm nhất và dễ hiểu nhất cho mọi người nha. Ui xồi ôi, gặp cái ông này có phơ bà ác thế. 4 và 5 tiền 2 sao rất là nhiều, level 8 anh em à. Châu điên luôn kìa. Thắng nổi không ta? Cố lên, cố lên. Thắng được cái này mà. Hồi nãy giờ mình roll á là Garen cũng 7 con, Vi cũng 7 con, Eco 6 con, Mundo thì mới có 5 con thôi. Mình đang nuôi rất là nhiều những cái vị tướng 4 tiền khác nhau nha. Ê, Garen 8 con rồi nè, sắp 3 Saturner luôn á chưa. Mà mình cũng gần đi anh em ơi, nên mình cũng cần phải roll vội á. Chứ trận xong mà thua nữa được cúp luôn. Cúp chắc luôn. Đây rồi. Đúng là tiền nhiều để làm gì luôn anh em ơi. Tiền nhiều để mà nuôi tướng 4 tiền 3 sao chứ làm cái gì nữa. Và đây, Garen 4 tiền 3 sao với cái form bài có sứ giả nha. Cái này là một là mọi người kích móc 4, 2 là mọi người kích móc 1. Chứ không có vụ mà kích móc 2 móc 3 đâu nha. Tầm này Garen 3 mà nó cầm cái combo trang bị nó trâu như thế này thì sao mà chết nổi trời. Quay gì đây. Ui, một cái vị tướng 5 tiền nữa nè, ngon. Ui, 5 tiền, ui, 5 tiền. Vãi đây. Rớt một phát ba cái vị tướng 5 tiền và trong đó hai cái vị tướng 5 tiền giống nhau mọi người ơi. Mình mà không xàm bán đi á là cũng được 15 tiền rồi. Cái này là còn chưa tính tới những cái lượng tiền nhỏ nhỏ mà nó rớt ra qua gọi là những cái vị tướng khác nữa anh em. Ít nhất là phải là 20 tiền ở cái trận đó. Mà ảo thật sự, rớt ba cái vị tướng 5 tiền liên tục. Quá là vô lý rồi. Dinh nè, dinh ra khá là nhiều nha. Ông này Silco sắp 3 à. Chắc là mình sẽ ron kiếm một xíu Silco anh em ơi. Mình thì nuôi quá là nhiều tướng gọi là 4 tiền 3 sao rồi à, nên chắc chắn là ông sẽ không bao giờ nhốt được tướng của mình. Eco sắp 3 luôn rồi nha, ngon lành cành đào. Ây da, ron khó thế. Có siêu cô đây nè em ơi, lấy luôn nha. Ở tầm này thì mọi người sẽ gọi là rất là nhiều em sẽ bình luận là tại sao mình lại chơi dơ như vậy, tại sao mình lại chơi nhốt tướng của người ta. Cái đó là mọi người chưa thấy những cái trận đó mà mình bị nhốt tướng đâu. Mình gọi là chơi 11 trận thì ít nhất phải là 10 trận mình bị nhốt tướng ở đây em ơi. Một là nhốt tướng, còn hai là mình vừa mới lên được 4 tiền hoặc là 5 tiền 3 sao thôi là bị đầu hàng ngay về luôn. Thật sự là bên server BBE này rất là khắc nghiệt ở đây mà. Cực kỳ khắc nghiệt luôn á. Nên mọi người cũng thông cảm cho mình nếu như mà trong những cái trận đấu á, mình có nhốt tướng hoặc là giành tướng của đối phương nha. Tại vì nếu như mà không làm gì á, thì người thua sẽ là mình á. Mình đã từng rất là nhiều trận thua bởi vì thả tướng ở đây mà mất video luôn. Nên mình phải rút kinh nghiệm nha. Rất mong là mọi người có thể thông cảm cho mình về cái việc mà nhốt tướng tem bàn lại để mà có thể chiến thắng hơn. Vì bị đấm nhiều quá rồi anh em ơi. Chơi bên đây mà bạn gọi là ám ảnh luôn á. Bên đây người ta rất là hạt nha. Mà mình cũng phải như vậy thôi. Biết sao giờ. Cái đây là mình nuôi rất là nhiều tướng 4 tiền á. Thôi là cũng nhốt chắc luôn anh em ơi. Rồi Garen 3 sao. Đúng là chỉ cần có được một lưỡi vàng, nghĩ là về tương lai. Xong một combo thêm một chiều gọi hỗn mang và có thêm một cái cơn mưa báu vật ở đầu game nữa chứ. Thì thôi chơi gì nữa. Nhưng mà nếu mình thả tướng ra mình nghĩ là ông cũng không lên được đâu. Tại vì ông chỉ mới có 7 con à. Mới có 7 con Suko thôi. Ồ thắng luôn hả? Đủ đam luôn hả? Vãi. Ok và xin tất cả mọi người nha và tạm biệt anh em. Bye bye.